Trải qua một cái sự kiện đó là biến cố của gia đình em, đó là ba em mất, bạn đến đầu tiên luôn. Thì lúc đó em rất để ý và em rất là cảm động về một người bạn mà mình chưa có phải là bạn trong lớp mà bạn đến đầu tiên khi mà nhà mình có biến cố như vậy. Em nói hả trời, ai mà quen được cái thằng này chắc chết. Đào hoa rồi này kia, khổ dài dài. Lớp 10 mà đã đào hoa rồi đó. Dạ, ghét của nào trời cho đấy. Của nào trời cho. Kêu em á là nói là chồng em á nói là con nhỏ này nó chảnh quá nên cua á bỏ cua cho bỏ ghét. Bỏ đi cho bỏ ghét. Xong mà em mới tức với em nói là hả? Ủa nếu mà vậy thì để coi ai bỏ ai thì em mới chấp nhận em đi chơi. Thì cũng trẻ tính đào hoa mà. Em không biết em có cảm giác cảm giao cách cảm giác quan trọng sao. Đúng rồi. Cứ hỏi mà em chỉ cần á em nhìn là em thấy bạn này hơi có chút thay đổi thôi là em sẽ biết liền. Bạn này có một cái vợ em của em một cái phải trình độ mình gọi là phi thường á. Nó vượt rất đẳng cấp tại vì thứ bảy luôn á. Thứ bảy tại vì nó không có một cái gọi là manh mối gì hết á để mà bạn biết mà vẫn tìm được. Mà vẫn tìm được, có nghĩa là à chắc là gặp ai đó nói, nhưng mà lúc đó tụi em cũng giờ điều điểm từ siêu thị qua bên bờ kè rồi mà em cũng tính toán chi tiết hết rồi. Ừ, mà lại giấy nhau đứng tiếp. Hai cái bà đón đầu bờ kè luôn. Quay qua, quay qua một phát thấy là cái em phải nói là nó là đứng hình. Xin được chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân cùng toàn thể quý vị khán giả. Em sẽ tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Anh Trung, hôm nay thì 33 tuổi, em là MC tổ chức sự kiện và thông dịch viên nữa, em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Xin chào anh Quốc Thuận với chị Hồng Vân và toàn thể khán giả. Em tên là Lê Thị Thanh Liên, năm nay em được 34 tuổi. Nghề nghiệp của em là nói cho sang là quản gia. Còn nói ấy là ô xin cho gia đình nhỏ. Mình làm quản lý đi cho nó sang hơn, dạ, quản gia nữa. Các em là có mấy bé rồi? Dạ, tụi em được 2 bé ạ. Bây giờ kể cho anh nghe đi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Tụi em có một cái thanh xuân dành cho nhau hết. Năm 2002 là mới có đầu lớp 10 thôi, là hai tụi em đã học cùng lớp với nhau. Rồi em là bí thư trong lớp, còn bạn chỉ là gọi là thường dân, phó thường dân, mà gọi là dân đen á. Thì là bí thư em rất là năng nổ, phong trào mọi thứ trong lớp, nên em cá tính, còn bạn thì rất là trầm tính. Nói chung là tụi em là một trời một vực, nên là không có bao giờ mà liên lạc rồi nói chuyện rồi với nhau, không làm bạn với nhau luôn. Đó, trải qua một cái sự kiện đó là biến cố của gia đình em, đó là ba em mất, bạn đến đầu tiên luôn. Thì lúc đó em mới để ý và em rất là cảm động về một người bạn mà mình chưa có phải là bạn trong lớp mà bạn ấy đến đầu tiên khi mà nhà mình có biến cố như vậy. À, lúc đó em có để ý bạn này không? Ở trong dạ, lớp? Lúc đó thì em không có để ý bạn này. Bạn này á, tại vì á, đầu tóc á, thì lúc nào cũng vuốt keo sửng hết á. Kiểu mình đẹp trai rồi làm bí thư rồi làm quang gì to lắm. Dạ ừ, đúng quyền. Rồi. Nên hả, chảnh lắm, đi đâu có nhìn em đâu. Ừ. Lúc đó em đen đen á, em xấu á. Ở đó thèm nhìn, em cũng không có thèm nhìn bạn này đâu. Lúc mà ba bạn này mất á, em tới nhà đầu tiên á là không phải. Cả lớp hẹn nhau là tới nhà bạn này. Tại vì em gần quá nên em đến sớm. À, dạ, đúng rồi, nên thấy em một sự tiên. Hiểu lầm do là ba xui khiến. Dạ, nên, chắc là ba xui duyên khiến. Cái duyên đó, ừ. Em thì là không ấn tượng gì về ảnh. Kiểu là em không thích luôn á. Ý là em cứ hay ngồi với mấy bạn á. Cái em nói hả trời, ai mà quen được cái thằng này chắc chắc chết. Đào hoa rồi này kia, khổ dài dài. Lớp 10 mà đã đào hoa rồi đó. Dạ. Ghét của nào trời cho con đấy. Ghét của nào trời cho. Chị hỏi em dày không đào hoa sao được, vừa là có chức có quyền. Da lúc đó chắc cũng trắng trẻo như bây giờ, đúng không? Đó, mà cái mặt cũng đã ổng tươi. Ăn nói thì hoạt bát. Đó, cái đó là dễ. Không đào hoa đúng không cưng? Dạ. Khi nào thì em mới bắt đầu em tỏ tình với cô này? Lúc mà bắt đầu có ấn tượng rồi và có một chút là tình cảm rồi. Thì trong lớp của em thì mắt bạn trai cũng để ý bạn này cá mà phải cua được bạn đó, coi như thể hiện bản lĩnh đàn ông mà. Có cá độ đàng hoàng, độ. Phải cua được cái bạn này. Tức là trong em, một cái thời gian đó em cá độ trong một cái nhóm bạn trai của em cùng để ý bạn này đúng không? Rồi. Giờ đứa nào cua được là đứa đó chiến thắng, đúng không? Rồi sao em cua sao? Cua lúc đầu thất bại. Tại chữ cuối đó là hẹn bạn vào một dịp Noel đi cùng với đám bạn luôn, có bạn gái bạn trai đàng hoàng, nhưng mà em thống nhất là lát nữa là tách ra để cho mình em đi với bạn thôi. Có thành hôm công nay không? Đó thì thành công, tại vì mấy bạn kia bắt đầu là đi rồi thì em còn mình với bạn này thôi. Thì em tâm sự được nhiều thứ, nói chuyện nhiều thứ về ba, về gia đình, về mẹ, về mọi thứ nữa. Nên là lúc đầu thì bạn này bắt đầu có tình cảm với em, hiểu em hơn. Lúc đó thì cho nắm tay thì em biết là đã mở lòng mình rồi. Cái đêm hôm đó khi mà tất cả mọi người đi hết rồi chỉ còn em với bạn này thôi, thì thực sự trong lòng em đã thích bạn này chưa? Dạ lúc đó thì chắc là em cũng chưa thích đó chị. Chị biết sao? Tại vì em á lại phát hiện ra là có một bạn nam chơi chung với chồng em lúc đó thì đó. Kêu em á là nói là chồng em á nói là con nhỏ này nó chảnh quá nên cua á bỏ cua cho cua bỏ ghét, xong bỏ ghét. Bỏ đi cho bỏ ghét. Xong mà em mới tức với em nói là hả? Ủa nếu mà vậy thì để coi ai bỏ ai thì em mới chấp nhận em đi chơi. À là em cua lại rồi tôi bỏ ông cho ông dạ, cái nào là lễ độ đúng không? Ai, đó, ai trong cái đêm Noel xảy ra một câu chuyện đó. Rồi. Thì nhưng mà thực sự ra thì đi Noel đó thì thấy chồng em thì nói chuyện
thấy cũng thật lòng. Thì thấy cũng thật lòng thì nắm tay em thì em cũng cho nắm tay. Luôn đầu tiên của tụi em là em còn nhớ chính xác luôn, là 14 tháng 2 ngày Valentine 2004. Hôm đó là tụi em cũng có hẹn nhau đi chơi đồ bình thường. Về á, trước khi mà bạn vào nhà đó thì em xin hôn một cái. Lúc đó thì bạn im lặng, mà con gái thì im lặng là đồng ý mà, mình phải tấn công mạnh vô. Lúc đó thì em hung má, nhưng mà cái tình yêu đêm lúc đó là gà bông mới đẹp lắm, nên là lúc mà hung má xong là về coi như là chằn chọc nguyên đêm, quay qua quay lại quay tới quay lui, nó cứ cái hình ảnh nó cứ tưởng tượng trong đầu mình chạy chậm giống như phim vậy đó. Lúc đó em cũng khó ngủ, hai đứa trằn qua trằn lại luôn, coi như lúc đó hung má xong là coi như là đã chấp nhận làm bạn gái em rồi, là phải tấn công nữa, tăng level lên. Cá độ cũng là do cá độ, cuộc tình cá độ. Cá độ sao? Là tại vì mấy bạn trong lớp thì cũng biết là hai đứa em là cũng thích nhau vậy á. Xong rồi cá độ kêu là giờ hai đứa hôn môi khoảng một phút, cá 20 bịch bánh tráng với 50.000. 20 bịch bánh tráng? Dạ, là bao cho cả lớp á. Mới đầu rồi cũng lưỡng lự. Cái mấy bạn kia thì nói là kệ, đâu có sao đâu, giờ mình ra giờ ra chơi, mình đóng cửa lại hết rồi, cả lớp mình ai cũng biết mà. Chỉ có, đâu có ai biết đâu. Chơi luôn, không sợ gì hết. Tại vì cái thời đó giống như thời trẻ trâu. Dạ, 20 bịch bánh tráng. Thế là hai đứa cũng hôn, nhưng không mà luôn. Là bộ những khúc che cái ấy á. Vậy là bữa đó mình thắng cuộc. Này chị. Bữa đó là mình thắng cuộc đúng không? Thắng cuộc. Dạ. Trong lúc yêu nhau đó, thì có những cái kỷ niệm gì mà đáng nhớ không? Kỷ niệm chắc là lúc đó là buồn á, tụi em kiểu như muốn chia tay luôn á. Tụi em học xong 12 đúng không, thì bạn này đi lên Sài Gòn để học, còn em á thì ở lại Uyên Hòa. Giống như chồng em á là đi ca hát đồ này kia thì cũng hoạt động ở trên Sài Gòn á, thì cũng trẻ tính đào hoa mà em không biết em có cạnh nhau thích cảm hay sao, cách cảm giác quan cảm sao. Dạ, đúng rồi, cứ hỏi mà em chỉ cần á, em nhìn là em thấy bạn này hơi có chút thay đổi thôi là em sẽ biết liền. Cái là cái hôm đó là bạn về, bạn tới nhà em chơi thì cũng có giận hờn vậy đó. Cái bạn đó bạn lên Sài Gòn thì lúc đó cũng 10 giờ rồi, 10 giờ đêm á, tự nhiên có cái bạn của em gọi cho em nói là gặp bồ mày ở trên siêu thị gì đó ở Biên Hòa. Em lúc đó em cũng dữ lắm, em chạy đi, em lấy xe, cái em rủ một đứa bạn nữa, cái đi, mà em không biết là nó nói là ở siêu thị thôi thì mình đâu biết là ở siêu thị nào. Sao tự nhiên em nói là thôi giờ lên bờ kè, lên đó thì gặp bạn này với một bạn gái nữa đang đứng. Em kêu là bạn ơi cho mình nói chuyện với anh này tí, là mình là đã quen với bạn này là đã 4 năm rồi, bạn này còn lừa dối mình vậy, anh này không nói gì hết. Cái em tát cho anh một cái nổ luôn đớm mắt. Còn ấn tượng tới giờ luôn. Giờ suy nghĩ tới tiếp tục. Lúc đó em tát cho một cái, cái em nói là giống như em nói kiểu dối trá vậy đó. Cái em bỏ em đi. Em đi thì không biết hai người đi đâu, thì em không biết, em cũng đang suy nghĩ là không biết hai người này có về không hay là đi tiếp không biết. Rồi sao đêm đó, sau đó là đi đâu? Dạ, sao đi về anh? Lúc đó đâu còn cảm xúc gì nữa, đi về. Nhưng mà có cái là em suy nghĩ là ngày xưa thì em nghe là phụ nữ có giác quan thứ 6, là cái sự ghen là họ cảm nhận được. Nhưng mà cái bạn này có một cái vợ em có ghen một cái phải trình độ mình gọi là phi thường á. Nó vượt nó đẳng cấp, tại vì đó là giác quan thứ 7 luôn á. Thứ 7 tại vì nó không có một cái gọi là manh mối gì hết á để mà bạn biết mà vẫn tìm được. Mà vẫn tìm được, có nghĩa là chắc là gặp ai đó nói. Nhưng mà lúc đó tụi em cũng dời địa điểm từ siêu thị qua bên bờ kè rồi mà, em cũng tính toán chi tiết hết rồi mà. Mà rồi dễ nhau tính tiết cũng mà không... cái bà đón đầu bờ kè luôn. Mà quay qua quay qua một phát tôi thấy là cái em phải nói là đó là đứng hình. Nhưng mà cái người đó là cái người mà em mới quen hay là quen bắt cá hai tay lâu rồi? Cái đó cũng là mới quen rồi, là say nắng giống như là say nắng chút đỉnh đó chị. Ngày xưa gọi là trẻ trâu á chị, gặp ai thích đó, như là chinh phục bản lĩnh. Kể từ lần bắt gặp đó cho tới bây giờ có lần nào em bắt gặp nữa không? Lúc em sinh em bé rồi, tụi em cưới nhau rồi, dạng như là cái phụ nữ sau khi sinh á thì mình người ngợm đồ mập mạp rồi sữa người ho ấy đồ, thì chắc là lúc đó thì có điện thoại rồi. Thì chồng em á thì như vậy, như đi lên thì tám tám nói chuyện rồi nhiều lắm, nói chuyện nhiều cô lắm, nhưng mà em nghi cô nào là đúng cô đó. Em biết cái nick Facebook của chồng em mà, cái em tưởng vô bằng cái điện thoại của em. Thì lúc đó chồng em đang đi làm rồi, em vô em nhắn tin cho cô đó luôn, cô đó cũng nhắn lại, thì cứ tưởng là chồng em nhắn là giả danh là chồng em vậy á. Cái tí này em thấy chồng em bay vô nhắn luôn, mà em cũng không biết là lý do tại sao mà lại em đang sử dụng cái nick đó mà lại chồng em cũng nhắn được luôn. Ghê không? Vì sao dám làm bậy nữa? Không, em cũng không có hiểu là tại sao mà làm được như vậy luôn. Có nghĩa là lần nào là trúng lần đó, mà gần như tuyệt đối 100% chứ không có 99% nữa.
Có nghĩa là ngày xưa thì là cái thiết bị Facebook thì cho cập nhật cả cả máy tính và điện thoại. Nên là hôm đó là cả em với lại vợ em đều chat chung với bạn đó hết. Cùng một lúc ba người nói chuyện với nhau. Nhưng mà em nể phục mà sao em quen không? Em không có biết là vợ em đang nhắn hả? Đâu, em biết chứ. Ồ vậy hả? Em vẫn biết bình thường, có nghĩa là coi như lúc đó thì em cảm thấy rối rồi, vừa rối và vừa ấy thôi. Mình nhắn tin theo mà luôn. Bây giờ mình im luôn là chết. Đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nên là coi như là leo lỡ rồi, như là nhắn luôn. Em theo luôn anh. Nhưng mà sau đó là về có làm cho một trận không? Dạ có. Em nói là từ nay á anh đừng để em phát hiện ra điều gì nữa. Nếu mà vậy á thì anh đừng có trách em. Đó, em chỉ nói nhỏ nhẹ nhàng vậy thôi, đừng để em phát hiện, phải tự nói. Dạ. Mà kể từ đó là chắc không dám nữa đúng không? Đúng rồi. Tại cái giác quan mà ghê quá đúng không? Dạ, kể từ đó thì cái em suy nghĩ lại cũng nhiều, thì mình làm sai cũng nhiều. Đó, cái tính đàn ông mình cho đàn ông được quyền làm như thế nó cũng sai. Nên là em thay đổi nhiều hơn. Không ơi, là do giác quan mà dữ quá. Đúng rồi. Mình mới ơn. Đúng rồi, ơn thiệt. Ơn thiệt. Rồi các em yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Tụi em yêu nhau là tính 2003 cho tới 2011 tụi em cưới. 8 năm. Dạ. Bây giờ ở với nhau mấy năm? 8 không, năm. Đâu, hơn dạ, chứ. Cũng 9 năm. Ở với nhau trong mấy năm trời là vợ chồng. Anh ấy có tật xấu nhiều không? Có. Là đi chơi với bạn bè, nhất là đi nhậu, rất là hết mình. Tới tàn cuộc mới về. Em thì em dễ lắm. Muốn đi chơi thì đi, làm cực khổ mà. Tại vì mẹ con ở nhà thì làm nuôi á. Đi chơi thì lâu lâu đi với bạn bè ăn nhậu thì tí cũng được. Mẹ em canh canh cái tới 10 giờ, cái em nhắn tin nhẹ nhàng lắm. Em hỏi là 10 giờ rồi anh về chưa? Anh gần về rồi. Cả tiếng đồng hồ, em chưa thấy về đâu. Cái em nhắn lại nữa, gần sắp tới nhà rồi em. Cái cũng không thấy đâu. Cái tới chừng mà cái tin cuối cùng á là em nhắn á là khuya rồi về cho em ngủ. Đó là chút phía khoảng 15 phút sau là về tới nhà. Có nghĩa là nhậu nhậu lầy. Vì bạn. Không, cái này phải gọi là bá tánh. Dạ. Đó, chứ không phải nhậu lầy bá tánh quá. Chờ bá tánh giảng. Đó bá tánh. Rồi còn gì nữa nè, tiếp ở nhà nè. Đi làm á thì rất là đẹp trai. Đó, đi làm cũng mặc vest đồ rồi hả. Nhà em có 3 cái kiến ở trong phòng. À, là xôi từ trong phòng. Cái tới cái phòng khách cái cũng có kiến bự bự chị là soi. Đứng soi mà thậm chí cái cửa sổ cũng soi nữa. Nó đi là đi làm mà đi chơi với em á, đi với con đồ ăn uống đồ á, mà còn đùi áo thun chị kêu thay cái quần sọt không thay. Thôi đi chơi chút xíu rồi về chứ có gì đâu. Trời ơi, em nói hả, đi thay giùm đi. Đi với em thì em ngắm thì cũng phải đẹp đẹp tí để cho em ngắm chứ. Chứ không lẽ đi toàn là mặc đồ đẹp cho người khác ngắm không mà còn em. Vợ không được quyền ngắm. Đúng rồi. Rồi mấy người kia nói em á là ủa, mắc gì tự nhiên kêu chồng sửa soạn chi để cho gái theo. Coi như là xê xòa với vợ. Dạ, đó. Đó, rồi tiếp theo có gì nè. Dạ, trời ơi, coi đó banh. Hồi xưa á, lúc mà còn quen á thì em á thì nói chung là em không thích lá banh lắm. Cái xong rồi cái rủ em đi coi đá banh thì thời mà em u đá, thế là coi đá nửa đêm không mà. Cái là em vô em ngồi thì em không thích, em coi cái tí thôi, cái chạy qua chạy lại cái em chóng mặt, cái kiểu buồn ngủ á, cái em ngủ gục. Quay qua hỏi em á là coi đá hay không, cái em nói ừ hay. Tới giờ á là cưới nhau rồi em đâu có thèm coi đâu. Con á thì bắt tivi á lớn tí, bắt nhỏ lại cho ba làm việc. Đó, tới chừng mà mình coi đá banh á thì hả bắt hết ra luôn. Cái con nó lại cái đi vô với mẹ mày đi. Đó là kêu bắt em giữ ích kỷ nhỏ nhỏ bởi vậy con dùng sở thích cá nhân. Đó đúng. Rồi bây giờ em mong muốn ổng thay đổi cái gì nè? Em á thì em mong muốn á là nhất là cái mà nhậu á hạn chế lại bớt, xã giao thì uống chút ít rồi mình về để giữ gìn sức khỏe để còn lo cho vợ con. Những tuổi trẻ thì còn sức thì còn ấy chứ còn giờ lớn rồi ngày bây giờ đi nhậu á là phải đi bằng taxi hoặc đi bằng Grab, mà mỗi lần vậy vừa tốn tiền nhậu vừa tốn tiền như là phí như vận chuyển nữa. Đó mà đi mà mình lái xe là coi chừng bị công an phạt, hồi chưa kể là bị té xe rất là nguy hiểm. Đó bây giờ đó là mong muốn thay đổi điều đó thôi đúng không? Dạ mong muốn, đó là mong muốn lớn nhất của em. Rồi giờ đó tới anh đó, anh MC, vợ anh có tật xấu gì không? Vợ em chỉ có đôi lúc mà nóng tính á, nóng tính lên thì đôi lúc không có kiềm chế được. Mà trước đây thì ghê lắm nha, lúc mà còn mới yêu á thì kinh khủng lắm. Nhưng mà lúc mà càng về sau thì sao có con á, dạ em bớt cũng bớt dần được cái tính đó. Nhưng mà nếu mà bớt dần được nữa thì hay hơn. Có một chút gì đó quan tâm em chút xíu. Tại vì lúc mà trước đây còn làm du lịch với sự kiện thì hai nghề đó lúc nào cũng đi á chị. Có khi em trước đây em cày ghê lắm, có khi là 20 tiếng trên 24 tiếng luôn. Em còn vừa dạy tiếng Anh, nói chung em cày ghê lắm. Lúc mà về thì thấy vợ con ngủ rồi thì mình nhìn vô đó thì mình cũng cảm thấy vui, mình cũng cảm thấy hạnh phúc, đó động lực của mình. Nhưng mà nếu mà vợ mà quan tâm mình một xíu á, dù hỏi anh ăn cơm chưa hay là gì thì
cái cuộc sống gia đình nó sẽ ngày càng hạnh phúc hơn nữa, nó sẽ vui hơn, đúng không? À, ngày xưa thì tính em chăn hoa nhưng mà giờ hầu như là bỏ, hầu như là bỏ được hết rồi. Em không có nói nhiều về tật xấu của em nhưng mà em nói luôn cái mong muốn vợ mình thay đổi. Dạ đúng rồi, đúng không? Quan tâm em nhiều hơn. Đúng rồi, em cũng quan tâm. Còn vợ em có nhiều khi mà vợ em bực em giận lên hay vợ em có nói thẳng cho em biết không hay là để trong lòng? Hầu như là nói thẳng hết. Cái đó là một trong những cái hay nữa. Tại vì nếu mà bức bối trong lòng lâu quá thì sau này nó sẽ nổ bùng ra thì rất là đó là mệt. Vợ em. Dạ. Ở trường hợp của tụi em á, chỉ có cảm giác vậy nè. Tụi em mới có ba mấy tuổi thôi nhưng mà tụi em sống ở bên nhau gần nửa cuộc đời rồi. Dạ đúng rồi. Thành ra nó thành giống như là một thói quen. Với vợ, em nghe chồng em bữa nay nói cái đó, em có cảm thấy mình hơi bị giật mình trở lại không? Dạ, mình hơi bị giật mình trở lại đúng không? Em cứ nghĩ rằng á, là ổng quá hiểu là mình thương ổng như thế nào. Ổng quá hiểu là mình lo cho ổng sao, giờ mình chỉ có ở nhà rồi mình lo cho chồng, lo cho con thôi thì ổng thừa hiểu rồi. Em hành động thôi mà nhiều khi em quên đi cái lời nói. Đó, cho nên là em cũng lưu ý cái này một chút xíu. Đó, còn những cái gì mà vợ em nói thì vì em nhiều cảm xúc mà em thừa hiểu là vợ em cần ở em cái gì? Điều gì rồi. Dạ. Đó, rồi, về thay đổi nha. Dạ. Mình lợi chứ không ai lợi hết trơn. Dạ. Mình lời, ổng không có lợi. Coi như có nhiêu là dốc hết ruột gan đưa hết cho vợ luôn á. Ổng khoái đúng nữa đúng không? Sao thật nhiều cảm xúc cũng càng khoái đó. Nữa. Nha. Nghe bé rồi, yêu. Cứ như thế nha. Dạ. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Cảm ơn hai đứa nhiều. Yeah. Dạ. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào anh Quốc Thận. Em chào tất cả mọi người. Em tên Đức. Đức. Dạ. Em năm nay 28 tuổi. Em hiện ở quận 6. Em làm quản lý nhang. Quản lý bán nhang. Ngành nhang. Ngành nhang, dạ, nhang dạ. Cúng phải không? Dạ đúng rồi. Dạ, em chào chị Hồng Vân ạ. Dạ. Em chào anh Quốc Thuận và tất cả mọi người. À. Em tên là Kim Trong. Năm nay em 23 tuổi. Dạ, em làm giáo viên mầm non. Nhưng mà ở quận 6 luôn. Dạ không, em ở dưới Mỹ Tho, Tiền Giang nhưng mà bây giờ thì nghỉ. Giờ nghỉ rồi. Lấy chồng rồi này nghỉ. À, tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, 2 năm mấy. Hai năm mấy. Em là ở quận 6, còn Trong là ở dưới Tiền Giang. Dạ. Vậy thì hai em sẽ gặp nhau được. Tại vì có công tác em là ở trong trường suốt mà, đúng không? Dạ. Tại vì lúc đầu á thì em cũng quen mấy người trên đây rồi. Ờ. Cái rồi em có thằng bạn chơi chúng em cũng lâu lắm rồi. Nó thấy em quen đây 4 năm mối tình rồi mà không có hành. Em qua nhà nó chơi á, cái có ông anh là bây giờ là dượng tám của vợ em. Cái xong rồi Dưỡng Tám thấy em hiền lành dễ thương này nọ, bắt đầu Dưỡng Tám kêu thôi vậy mày kêu nó đi ở dưới quê tao có một đứa cháu cũng đẹp gái dễ thương lắm, làm mầm non nữa. Cái rồi Dưỡng Tám em giới thiệu, nói chung là mối tình thông qua mai mối đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Tôi nói đây là cái mối tình thông qua ông Dưỡng Tám. Dạ Dưỡng Tám không có biết nữa. Giờ lúc đó em bị bệnh, cái cô Tám á mấy điện thoại nói thôi bệnh hết rồi lên đây đi đổi không khí đi cho nó mau hết bệnh, tại vì lúc đó là gần Tết rồi. Cái mới lên, em lên bữa 20 Tết hay gì đó, giờ lên cũng chưa biết. Rồi cái hồi cái cô Tám mới nói là Dưỡng Tám tính vậy đó, ngày cái tính vậy là tính làm là tính làm hay vậy đó. Rồi anh miêu tả hả là hả cao lắm, đẹp trai lắm mà hiền nữa. Rồi nhưng mà cái ngày đầu tiên lên á thì không có gặp, là anh chồng em á bận công chuyện gì á không có qua. Rồi cái mấy đứa con của cô Tám á thì nó biết trước rồi, nó chạy về nó họp về hỏi ủa gặp chưa, gặp chưa, cái gặp gì đấy thì gặp cái anh đó đó nó chưa. Rồi qua ngày sau ảnh mới qua. Rồi lần đầu tiên gặp anh ấy thì như thế nào? Dạ lần đầu tiên thì thấy giống như Dưỡng Tám miêu tả vậy á. Có đẹp trai, đẹp cao, có cao nữa. Dạ mà em á, em thích cao nữa nên thấy thích. Bạn này gặp có thích bạn này liền không? Dạ lần đầu tiên thì gặp thì em lại nhà em rước, cái rồi bước ra thì cái đường hẻm nhỏ mà em không đi, cái xong rồi em chở đi vòng vòng chơi chút rồi cái ghé ăn hủ tiếu, cái em thấy em thì vô trước, cái vợ em theo sau vậy đó, em thấy sao tướng tá mà tướng nhỏ con cười thì miệng bự quá, em cũng không vừa ý nữa. Em không có vừa ý à? Dạ dạ. Mà cái giờ sau này về thằng bạn em á, bữa đó nó qua nhà em ngủ luôn, nói chị nó chị để lại nó tới nó lùi, cái nó nói hồi gì mày quen thử đi. Thấy nhỏ nhỏ con dễ thương, em thấy nghĩ nhỏ nhỏ con cũng dễ thương rồi về em quen luôn. Ủa nhưng mà là em lên Sài Gòn này ở bao lâu? Dạ em lên ở được 1 tuần à, rồi gặp được 1 lần 2 lần nữa là em về quê. Em về quê rồi tới Tết á, khoảng mùng 2 Tết á là chồng em mới theo cô Tám, Dưỡng Tám á về dưới quê em chơi luôn.
Ừ. Ở dưới quê bao lâu? Dạ ở mùng 2 về nhưng mùng 3 lên này, chiều mùng 3 là lên này. Mà tụi em có yêu nhau không? Lúc đó hình như là thích thôi chứ thích cũng... Dạ dạ đúng rồi. Tại vì thời gian nó ngắn lắm mà với lại lên xuống nó khó khăn lắm. Quen rồi tới cưới luôn á, gặp nhau lên xuống chừng 10 lần thôi. 10 lần thôi là trong vòng bao lâu thời gian? 7 tháng. 7 tháng, chị. 7 tháng mà có 10 lần hả? Dạ. Có nghe nè, rồi trong cái thời gian mà tụi em quen nhau có những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Dạ có một lần là bữa đó em xuống chơi, em của bên vợ em á thả diều. Thả sơn diều rớt bên cái giường bên kia kìa. Cái nó có hàng rào nữa rồi. Buộc là vợ em phải chèo qua bên bển mới lấy được. Tại vì vợ em quen ở dưới. Cái lần đó lúc đó mới nữa. Mới biết nhau thôi. Cái lần đó em kêu vợ em leo đi chứ anh này anh leo không được. Tại vì anh lạ quá leo mất công người ta nói sợ chồng đồ. Cái vợ em kêu đứng đây đi. Cái rồi em bợ vợ em lên. Em vừa mà công nhận lời hay thì chị. Em vừa bợ cái như vừa đụng nhẹ như có điện vậy. Giờ em bắn lên nhảy qua hàng rào luôn. Mất hồn mất hồn. Rồi có nhảy qua vậy rồi có bị té hay gì không? Bị chảy máu chân chạy chạy sơ. Tại vì ở dưới là hàng rào là chồng xương rộng không mà chứ không phải là rào mà lưới. Mà sao lúc đó tự nhiên em nhảy phóng qua chỉ cứ cho nó bợ chút đi có sao đâu. Điện giật mà. Mà cỡ á giật mà nhảy luôn là phóng luôn vậy đó hả? Trời đất ơi. Vậy thì bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ khoảng... Thôi bây giờ mình tính từ cái móc bợ đó đi. Đó. À bợ khoảng hình như 3-4 tháng nữa. 3-4 tháng nữa cưới đúng không? Dạ. Tức là yêu khoảng 7 tháng. Dạ. Lấy nhau rồi về mới tìm hiểu thôi chứ cũng nó cũng chưa có hiểu nhau. Đúng đó là tình yêu trong sáng luôn đúng không? Chứ ta đụng một cái mà phóng như là phóng như là như vậy là cái đêm tân hôn chắc vui lắm đúng không? Nữa tân hôn không có gì kể cho ông nghe cho rồi đi chứ tò mò quá trời quá đất. Đó cũng sao cái đêm đó như bữa đám cưới đãi trên nhà hàng á là trời mưa quá trời nên trễ lắm về tới nhà hàng Sài Gòn đúng không? Dạ. Về tới nhà là đâu có 11, 12 giờ luôn. Rồi đó, ra em tẩy trang rồi rửa mặt rồi nữa là tới khuya rồi. Mệt quá à. Rồi anh này thì cũng xỉn rồi. Cái vô nằm cái quay qua ôm em. Cái em quay em nói không bữa nay em tới tháng rồi. Cái rồi thôi mất hứng ngủ luôn. Trời. Nghĩa là có đám cưới mà không có tân hôn. Dạ, đúng không hả? Dạ. Nhưng mà Đức cảm thấy bị hụt hẫng không? Dạ hụt hẫng lắm anh. Rồi bao lâu rồi mới có cái vụ đó? Qua ngày qua như khoảng tuần lễ. Trời ơi. Một tuần lễ luôn. Phải nói treo gương một tuần lễ. Dạ. Sau khi cưới nhau về thì tụi em có thấy được là đây một người đàn ông nè, vừa đẹp trai nè, vừa cao ráo giống như gì mình muốn đúng không? Vậy thì anh ấy có tật xấu gì không? Hồi lúc mới cưới về á thì cũng như là vậy mình tìm hiểu thôi à. Tại vì lúc quen thì ngắn quá, thời gian ít quá, giờ cưới về một năm đầu á là không có tật xấu gì hết trơn. Là về như là đang yêu nhau vậy á. Là chỉ có khác là ở chung nhà thôi. Rồi á chiều nào cũng đi chơi hết trơn á. Sau một năm sau rồi mới lòi ra. Tật cái tật gì? Tật á, lười tắm á. Trời ơi. Không, tắm thì vẫn tắm nhưng mà tắm rất là trễ. Đi làm ở bên hãng nhang mà về cái mùi nhang không à. Kêu tắm đi anh, cái hồi mệt quá anh nằm chút, nằm cái ngủ luôn cái hồi lại tắm đi anh. Ừ, còn hồi nữa mới chịu đi. Rồi sao nữa? Rồi á, hay quên nữa, kêu á làm đi anh. Hay quên thì kêu thì làm liền đi, không có đâu. Ừ, để chút anh làm, cái hồi làm chưa. Rồi anh quên rồi, phải nhắc lại. Rồi từ lúc có con á, thêm một cái thật nữa. Lạ hả, mê ngủ. Mê coi đá banh á thì không buồn ngủ. Con khóc hay gì á kêu anh lại chăm giùm em đi, em hơi mệt cái rồi cũng lại chăm chơi con á, lúc đầu chơi con xong rồi nằm sau á ngủ luôn. Ngủ trước con luôn, con còn ngồi chơi. Trời thương quá. Vậy thôi đúng không? Con vợ thì sao? Vợ thì nói chung đôi lúc cũng khó khăn lắm, lại nhõng nhẽo, không thí dụ mà đòi cái món đồ đó mà không được cái bắt đầu nũng nằm nhõng nhẽo lắm á chị. Được cái là hay giận cá chém thớt lắm chị. Giận em có ai nào đánh con không? Dạ đôi lúc cũng có. Rồi giận con có bao giờ chém em không? Dạ có luôn. Trời ơi. Dạ
hai vợ chồng em thường cãi vã nhau về chuyện gì? Giờ thì hầu như là chăm con thôi. Về vấn đề chăm con dạ. Dạ. Đôi khi mệt quá cái quạo quá quay quanh nạt ông này chứ ông này. Mà căng thẳng dữ lắm không? Hay là chỉ có cãi qua cãi lại chút đỉnh là xong dạ, rồi thôi? Không, chỉ có giận thì nói nhăn nhăn vậy thôi chứ không có cãi mà. Hai đứa ở riêng hay là ở với ba mẹ? Ban ngày nó ở chung với mấy anh chị em rồi chị. Ban ngày thì ba mẹ qua, rồi tối thì ba mẹ về nhà bên kia nhà ngủ riêng, nhà riêng ngủ, tại vì nhà con cháu đông quá nên về bển ngủ cho nó yên tĩnh. Rồi ăn uống chi tiêu làm sao, ai là người cầm đầu để chi tiêu tất cả những mọi thứ trong gia đình? Mẹ chồng. À, là mẹ, tức là mẹ đến mẹ chi tiêu chợ búa rồi mẹ quán xuyến việc đó. Dạ. Ồ, rồi ai bây là giờ trong gia đình có hai người, em làm, em thì ở nhà, còn anh em thì đi làm, chắc có lẽ là tiền tất cả kinh tế mọi thứ là em quản lý hết đúng không? Cái đó thì vợ em quản lý. Như đúng là rồi. Tới chồng em thì lãnh tiền theo tuần, tới tuần thì em lấy phần nào thôi, còn giữ lại một phần để như ăn sáng hay là thì đó là đưa cho chồng giặt, đúng không? Dạ, chồng trung bình là một ngày 200 rồi trung bình vậy đi. Tới như lúc mà ăn sáng, tới lúc có con á thì chồng lo bỉm sinh tả này kia đâu á cho con, còn á sữa, còn những cái phần mà tiền á đưa cho em á để á, là để dành ví dụ mua đồ cho con hay là chích ngừa hay này kia là cái phần đó của em. 200 ngàn mà còn bắt ông mua bỉm nữa rồi ăn gì hèn gì ốm quá không. Rồi bây giờ em mong muốn Đức thay đổi điều gì? Dạ cái giờ á, tắm á, thì cũng cải thiện được rồi. Con gái làm còn mê á, xem đá banh quá. Mà xem đá banh cỡ nào cỡ tới sáng cũng không buồn ngủ. Mà chăm con chút xíu buồn ngủ. Tại có nhiều sức coi đá banh hết rồi. Giờ qua tới con là phải ngủ thôi. Nên là giờ á là nó muốn chồng á là phụ vợ chăm con nhiều chút nữa. Thêm cái nữa là nhậu. Hồi lúc quen á thì nhậu ít, rồi sau này cưới về á nhậu á không có bao nhiêu hết trơn á, mà ai đưa cũng uống hết trơn. Uống cái xỉn, xỉn quá trời. Xỉn thôi về á, có lần á về á nhìn vợ mình ra vợ người ta luôn. Trời ơi, vợ người ta luôn. Thôi bây giờ em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạ em muốn vợ em thay đổi thì bớt nhõng nhẽo lại, lại bớt giận cá chém hớt, với bớt khó khăn lại nữa. Khó khăn lắm hả? Dạ. Khó sao? Thí dụ thì đôi lúc làm kêu em làm cái gì á mà cứ như chật chút xíu mà cũng cầm ràm rồi vậy. Chẳng hạn như giữ con đi mà con nó đôi lúc nít mà chị, nó cũng hay khó khăn, nó không có dễ. Thì bắt đầu giữ nó không được rồi bắt đầu em mà làm gì mà như không giữ bắt đầu làm luôn. Có hay tị nạnh nhau về cái chuyện mà chăm con? Thì đôi lúc cũng có những lúc mà con nó bệnh ha, khó quá cái em thức khuya quá cái mệt. Rồi á bình thường á để cho ngủ rồi, ngủ một giấc đầu hôm là ngủ rồi em thức tới khuya rồi. Cái lúc mẹ mới vừa ngủ cái con nó hơi quậy chút đi. Anh dậy ấy mẹ em đi, cái bắt đầu dậy chưa kịp tỉnh nữa. Chưa kịp tỉnh nữa cái cũng qua chăm con. Mà không yên tâm làm chút xíu mở mắt ra ngủ mất tiền. Mệt lắm. Dạ đúng rồi, mệt lắm làm. Mệt đúng rồi. Thực ra chị thấy vậy nè, cái chuyện mà các ông bố bà mẹ trẻ mà có con nhỏ đó, cái chuyện thèm ngủ, mất ngủ là muôn đời, cặp nào cũng bị cái trường hợp này hết. Bây giờ tụi em phải có một cái gọi là tranh thủ kế hoạch, có nghĩa là giữ cái giấc ngủ của mình đừng để bị thiếu nhiều. Dạ. Thì thành ra là chị nghĩ, chị cũng có khuyên có những cái cặp y chang như vậy, em ở nhà đó, ví dụ như cái giờ của con nó ngủ á, em ru được ngủ là em ngủ luôn, ngủ theo con luôn. Dạ. Đừng có ráng là tranh thủ con ngủ làm này làm kia, đừng. Cứ ngủ luôn đi. Đó, rồi sau đó khi con thức thì bắt đầu mình sẽ làm những cái việc mà mình chưa làm. Thấy hai đứa vui vẻ quá đúng không vậy? Ừ đúng. Sống rồi. Sống trong một cái gia đình vui vẻ nè, có bà, có ông, có anh chị quay quần bên nhau. Buổi tối về rất là vui vẻ, rộn rã tiếng cười. Và anh mong rằng cái tiếng cười ấy nó mãi mãi đi cùng suốt với cái quá trình hạnh phúc của hai vợ chồng em nha. Dạ. Rồi, chúc em luôn luôn hạnh phúc. Kính thưa chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng thể khán giả của Vợ Chồng Son. Em tên là Nguyễn Văn Sơn, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại đang là quản lý vùng bên thích ăn gia súc, bên công ty Farmland gia súc. Sơn năm nay là 27 tuổi hả? Dạ đúng rồi. Quê đâu? Nhà quê đâu? Quê em ở Bình Phước á. Nhà hiện tại là cũng Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Em ở Bình Phước lên đây đó hả? Dạ đúng rồi. Ồ rồi tới em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả đang xem đài.
Em là Phạm Thị Quỳnh, năm nay em 21 tuổi. Em là vợ của anh Sơn. 21 tuổi. Dạ. Là hai chồng đang sống ở Bình Phước. Dạ, dạ đúng rồi. Quỳnh làm gì? Dạ em hiện tại là em đang ở nhà nội trợ thôi ạ. Ở Bình Phước, ở mặt quen quen nữa. Đúng rồi. Như nó có liên quan gì đến một cái việc gì đó nó rất có là một cái gì đó nổi tiếng lắm nè. Rần rần thời gian gần đây nè. Ai kể? Đúng không? Tụi em có thể bé đang có bầu đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Nè. Ừ, sao chia sẻ anh nghe cái câu chuyện cái vụ gì mà liên quan tới bầu á. Bầu bị hả? Sao em? Dạ anh kể đi anh. Sơn, dạ là ngày 17 tháng 3 vừa rồi đã có xảy ra cái vụ việc đó là ở khu vực của em là thuộc xã Thiên Lương có cái một cái vụ việc đó là trộm vô nhà đột nhập trộm xe thì lúc đó là em với vợ em là đang mơ mơ ngủ thì mới đầu bật camera lên thì thấy trộm đã cưa cửa rồi thì trong cái tình huống lúc đó thì nó xảy ra nhanh quá, nó chỉ khoảng tầm 10 giây thôi thì lúc đó là em mới nói là vợ ơi anh trộm rồi, con trộm rồi thì lúc đó là vợ em mới nói là vợ ơi lấy cho anh cái con dao rựa. Tại vì em biết là bọn nó đi lúc nào cũng thủ nhiều đồ, mình cũng sợ lắm. Lúc mình ra mình cũng chỉ muốn bắt được cướp thôi. Mình nhào ra cái mình tay không mình bắt cướp vào đó. Xong đến lát sau thì thấy vợ cầm cái rựa ra mà nhảy trên cái bậc tới cả hơn mét trời á. Nhảy xuống như vậy cái. Giờ em coi lại video rồi em mới thấy. Chứ lúc đó em cũng không nghĩ dạ. Là bả ra tay trước. Dạ đúng rồi. Rồi, rồi sao thằng trộm sao? Thì lúc đó thì em thì đang đấu đá với trộm á thì lúc đó là vợ em mang rựa ra thì nó nhìn thấy rựa là nó sợ quá thì nó chạy. Còn lại hiện tại là ba người là đang chống trả lại em đó thì khi vợ em mang rựa ra thì lúc đó là nhìn thấy rựa cái là mấy bọn trộm cướp nó chạy bỏ chạy hết. Dạ đúng rồi. Đó bây giờ thực ra là khi coi thì mình đã thấy rồi nhưng mà bây giờ mình rất muốn nghe cái cảm xúc của người trong cuộc lúc đó có nghĩa là em nghĩ sao mà trong khi bầu bì như vậy. Đúng không? Dạ. Mình đang bầu bì như vậy dạ. mà mình giác rửa. Bất chấp luôn, bất chấp luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó em nghĩ sao trong đầu em? Lúc đó em không có suy nghĩ gì, lúc đó kiểu như là cuốn quá rồi mình chỉ muốn là phi ra để đưa giúp cho chồng. Lúc đó kiểu như mình cuốn quá xong rồi mình quên là mình đang có bầu luôn. Em không nghĩ tới là mình đang có bầu. Chồng là 1:3 đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là xả thân luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em cầm rửa em có hét lên hay không? Dạ. Em có. Nhảy xuống, em có dương cái rửa lên mà em hét ra tụi bay muốn gì không hả? Dạ không, em chỉ kêu là cướp thôi. Dạ. Dạ. Nếu mà tụi đó mà còn chống trả nữa là anh hỏi thiệt nghe là em có xả tụi nó không? Chắc là xả. Xả chứ. Mà em ơi, bữa đó là một mình em quánh ba thằng hả? Dạ, ba thằng. Sau đó mà có trúng đòn không em? Dạ không ạ, khi em quật xuống một thằng thì nó liền lấy trong con dao nó ra một cái con dao đến khi thu lại nó là một con dao đa năng. Trời thì ơi. Nó đâm em một cái thì lúc đó em né. Thì lúc đó là cái mắt của em để ý một cái thằng thứ hai khi em đuổi nó rồi thì nó lại cầm đá nó hộ tống cho cái thằng mà em đạp nó xuống. Thì nó cầm đá nó chọi em thì em mới né được hai cục đá. Đến cái thằng thứ ba ở ngoài thì nó cũng nhảy vô để nó cứu cái thằng thứ hai. Thì lúc đó là vợ em vừa kịp chạy ra thì ba thằng nó đều chạy. Trời. Còn một thằng đứng ở chờ thằng thứ ba chạy nữa. Dạ. là bốn thằng nhưng mà cái thằng thứ tư thì nó không có vô. Dạ thằng thứ tư thì nó đứng trên xe để nó chờ cái thằng thứ ba để chạy đó. Không biết giờ dạ. Bắt được chưa ta? Dạ cái này thì em cũng chưa biết nữa. Chưa biết là bắt được hay chưa nữa nhưng mà sau cái vụ đó thì còn khoảng tầm gần chục vụ nữa lại xảy ra khu vực của em. Chắc tụi mà là bốn cái thằng quỷ đó. Em nghĩ chắc là chỉ có hai người đó thôi. À. Vừa rồi xảy ra một cái vụ mà cũng tự tự như hai người đó cũng quay lên nhưng mà cũng bị mất xe đó. Cũng ở khu vực trong thị xã của rồi, tụi em. Rồi, nguy hiểm quá. Nhưng mà em có học võ không Sơn? Dạ, trước đây thì em học mà em cũng đang là giáo viên dạy võ. Trời ơi, rồi, trời ơi, xui mấy người đó rồi. Vô lộn nhà rồi. Qua chương trình này với qua câu chuyện này cũng mong là coi như là cơ quan địa phương hãy quan tâm và thậm chí phải theo dõi để mà bài trừ cái tệ nạn này. Dạ. Đó. Mình biết chắc là chắc có lẽ là cũng mấy thằng đó nó vòng để mà dạ, nó thực hiện mấy cái ví dụ đó thôi. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi. Không bởi vậy cho nên á là sau cái vụ đó đó bạn này bạn hát cái bài đó thấm đượm hơn. Cô bé 21 tuổi mà gan thiệt cầm rửa trong lúc mang bầu nhảy xuống từ trên cao 1 mét nhảy xuống đó vơ rửa lên tụi nó bỏ chạy. Phụ nữ phải vậy hả, lúc chồng mình gặp chuyện gì là xả thân. Đúng rồi, gặp tôi cũng vậy, là chồng tôi mà bị cái gì cái nhà biết xả tay luôn tôi đi. xả đi chứ. Xả trước nói sao chị Mô ơi, nói sao. Đúng rồi chứ giờ á thôi bây giờ chúng ta tạm gác lại cái chuyện gọi là rửa rửa dưới trộm đi. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện tình yêu đó. Bây giờ sao nè, hai đứa quen nhau sao nè. Đó
Rồi em lần đầu tiên gặp cô em có ấn tượng gì có không? Đó, Sơn. Dạ. Thì em gặp vợ em á là lúc trước là gặp quen nhau trên Facebook. Biết nhau trên Facebook, em cũng đã biết vợ em khoảng cách đây mấy năm. Dạ không, không được một năm, không được một năm đâu ạ. À, từ khi em cưới đến bây giờ mới được hơn một năm một tí thôi. Chà, lâu quá dạ. Chị ạ. Lúc mà khi mà vợ chồng em quen nhau là em đã biết vợ em trước trên Facebook rồi. Thì em có cầm thấy mình xinh đúng không? Thấy xinh quá. Thấy xinh quá, em vô em có vô trong cái tường em xem, trời ơi bé này sao nó ngon quá. em mới vô nhưng mà em chưa có thích một cái gì hết, coi như là bên này chưa biết gì đâu. Xong đến mấy tháng sau em cũng có đăng cái đàn guitar lên nè, thấy bé nó thích mà đã kết bạn với nhau trên Facebook rồi. Nhưng mà thật sự là tụi em 20 mấy năm mà tụi em mới từ đó mới biết nhau, là ở sát nhà nhau có khoảng tầm 600-700 mét là mới biết nhau thôi. Ủa em, nhưng mà ai là người gửi kết bạn trước? Em cũng không hình biết như là em vì... hình như là em ạ. Nhưng mà sao em lại chấp nhận không? Chắc lâu quá rồi em cũng không nhớ đâu em hồi đó em quên hả? Lúc mà mới có Facebook mở ra là lúc mình đơn thương độc mã trên bạn bè cứ là bấm vô kết bạn. Mà kết bạn là vô accept liền. Chắc là em đó, chắc là em ạ, chắc là em. Cho nên mình đâu có nhớ được, không thể nào nhớ được. Nhưng mà em có vô nhà anh, em coi mặt anh không? Dạ không. Không. Hẹn lúc mà cũng nhắn tin qua Facebook cho em rồi á, xong rồi kiểu cũng đòi xuống nhà chơi rồi gặp mặt, nhưng mà lúc đầu em không cho. Đầu ông này nói chuyện lên thấy ghét đó. Kiểu cứ ẻo là em không thích, xong không cho vô nhà. Cái khoảng 3-4 hôm sau á, cái canh em đi làm, thường em đi làm công ty là em đi làm rất là sớm, đi là từ lúc 5 giờ. Xong rồi chồng em mới kêu là để anh mang sữa rồi mang đồ ăn đồ này kia. Thường thường á là chồng em ngủ rất là trễ. 11 có khi 12 giờ là chưa thèm dậy đâu. Xong rồi lúc mà mới quen là 5 giờ sáng là dậy đem sữa đem đồ ăn đồ cho em để đi làm, đứng canh em ngay đường á. Xong rồi mới đưa cho em, xong rồi qua ngày hôm sau mấy hôm là em mới cho vô nhà chơi. Bình thường là 11 giờ mới dậy. Mà từ lúc biết là 5 giờ cúc cung tận tỵ. Trời ơi ông dạy gái quá vậy. Trời ơi gái này dạy là phải rồi, quá đáng yêu. Rồi sao? Đưa sữa như bao lâu mới quen được? Dạ đưa sữa thì khoảng tầm hơn tháng sau thì vợ em chấp nhận quen. Tại vì lúc đó là em cũng có ngỏ lời, cũng tỏ tình đó, nhưng mà vợ em chưa chấp nhận. Đến lần thứ 2, thứ 3, hình như thứ lần thứ 3 thì vợ em mới đồng ý. Nhưng mà cái lúc mà tụi em quen nhau qua Facebook á, rồi cái lần đầu tiên mà gặp ngoài đời á, là cái ấn tượng của em đối với bạn này làm sao? Lúc đầu là em cũng có một chút ấn tượng. Nói chung là thấy anh này là đạp xe đạp đi thể dục. Là đi ngang qua cái đường với em, xong rồi lúc đó em vừa lấy xe máy em đi ra chợ mua đồ cho mẹ, xong rồi gặp chồng em là chạy vô cái đường với em chạy ra thì hai đứa gặp mặt nhau. Thì em thấy này lúc đầu là cũng đẹp trai, thì là cũng đẹp nhưng mà kiểu không được men cho lắm á chị. Kiểu vậy, ý là dạy võ rồi đó. Dạ. Dạy mà võ. Không dạy võ thì không biết làm sao. Võ chắc bà múa luôn. Không dạy võ mà còn hơi mà lý liễu lắm. Mà bạn này còn cảm giác là yếu không hả? Đó. Yếu hả? Nhưng mà em biết anh dạy võ không? Dạ không, lúc là em không biết. Khoảng một mấy ngày sau xuống nhà chơi, xong rồi kể cho em rồi. Xong rồi kiểu ông mới kêu em là anh đi dạy võ, xong rồi em mới đi lên chuồng em xem. Lên xem coi là xem chồng em nói là có thiệt hay không. Thì đi lên là thấy là đúng là đang dạy võ thiệt. Là lúc đó mới tin là dạy, chứ còn ông nói là không tin. Đúng không? Có tin dạ. Đúng không? Nhưng mà nè, nó dùng cái từ xuống á, nó xa lắm. Tại vì em nói là cách nhau có 600 mét à. Dạ đúng rồi. Là qua chứ đâu phải xuống. Dạ, qua, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Qua nhà bên bạn gái, thấy gia đình bên bển thì sao? Dạ, nói chung là lúc đầu á là thấy bố mẹ bên đó cũng thích lắm. Thích em à? Dạ thích, tại vì em lễ phép, với lại mình chung là mình biết cách đối xử với người lớn như thế nào. Nói chung là bố mẹ bên đó thích lắm, nhưng mà đến khúc gần cuối sau mới là không thích. Lý do? Lý do là em trước đây đã từng có một đời vợ rồi. Dạ, em quen được khi cưới là em cưới được chắc khoảng tầm một tháng sau là bắt đầu vợ chồng cũ của em là chia tay. Tức là mới cưới có một tháng là chia tay? Dạ đúng rồi. Chưa con cái gì hết? Dạ chưa. Tức là em đã coi từng như là một cuộc tình thôi. Thực ra nếu mà nói đúng ra vậy là như là một cuộc tình thôi. Chỉ có là nó khác nhau chút xíu là nó vướng về vấn đề thủ tục giấy tờ. Hoặc là một cái đám cưới thôi. Thì cái đó cũng chắc sau này chắc bố mẹ cũng hiểu đúng không? Dạ, lúc đầu thì bố mẹ cứ kiểu như là cấm không cho em với vợ em quen nhau nữa. Không cho quen nhau nữa. Nên nói chung là em phải dùng nhiều mọi cách
khi mà trước đây xuống đây thì bố vợ em hoặc là mẹ vợ em chỉ cần thích một cái gì đó thôi là ngày hôm sau là em sẽ mua xuống biếu cho bố vợ. Thì lúc chung là bố mẹ cũng thấy từ từ là em cũng không phải như người ta nói, thì bố mẹ cũng từ từ rồi xong bắt đầu em sợ. Nói chung là trong cái thời gian đó là khủng hoảng lắm, vợ chồng em khủng hoảng lắm, nói chung là gần như là không thể đến được với nhau nữa. Nói chung là nhiều cái cực kỳ khó khăn lắm. Lúc mà em thì chưa bao giờ phải khóc hết á, nhưng mà có lúc trong cái thời gian đó là em cũng khóc, mà trong khi đó là có vợ em động viên cho em rất nhiều. Nói chung là đến ngày hôm nay tụi em mới đến được với nhau. Cái thời gian em bị khủng hoảng là khoảng bao nhiêu lâu? Nói chung là khoảng tầm gần một tháng vậy. Lâu quá. Nãy giờ thì đó, tôi nghe tôi tưởng là ông bị dầm mà nó cũng phải 3-4 tháng thời gian. Phải lâu quá vậy ơi. Lâu lắm. Ừ. Mình nghe kể tưởng bi kịch dài đằng đẵng. Rồi, nhưng mà anh nghĩ là chắc có lẽ là bên ba mẹ vợ của em á chắc sẽ rất là dễ có thiện cảm với em. Tại vì thứ nhất là em cái mặt của em nhìn nó rất là thiện cảm. Không hiểu sao nó nhìn cái mặt em rất là dễ có thiện cảm. Cái thứ hai nữa, anh em nói đó là em rất là lễ phép, biết chuyện, biết trên, biết dưới. Là anh nghĩ là cái việc mà em lấy được cái tình cảm từ ba mẹ vợ đó là chuyện đương nhiên thôi. Nghe. Đó. Rồi sao? Bây giờ là anh hỏi nè, ngoài cái việc gọi là em nói là có cái vụ gì mà lấy lòng á, vợ vui vui không? Kể nghe. Đúng dạ rồi. Có. Nói chung là ví dụ như ba em, bố em á thì là thích nhậu, mà thích những cái món lẩu á, là để ý là hôm đó là mình mua về cho ba, cho bố. Thì bố thích lắm, nhưng mà bố kêu chắc mình mua mấy cái này làm cái gì, tao không thích đâu. Nhưng mặc dù mình biết trong lòng bố rất là thích. Mình thấy ví dụ như trong nhà bố mình còn thiếu cái gì á, thì ví dụ như mình sắm một phần nào đó cho bố, một phần nào đó thôi. Từ từ thì bố cũng đồng cảm được, bố thấy thằng này nó không phải như người ta nói. Thì lúc đó là em chơi cái chiêu là đánh nhanh rút gọn luôn, là em kêu bố mẹ em bên này sang là hỏi cưới luôn. Chưa thôi em sợ mất lắm. Em sợ mất vợ em lắm. Đúng rồi, em sợ lắm. Trẻ đẹp nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi còn bên nhà em thì gặp vợ em thì sao? Lần đầu em dắt vợ em về là mẹ em được cưới đi con. Mẹ em bắt em phải cưới ngay lập tức luôn. Được, bé này rất là được. Không cần biết em kêu cưới liền. Đúng rồi. Đó. Tại vì mẹ em là cũng là người Bắc mà. Tại người Bắc mà người Bắc cổ, nói chung là vấn đề về con gái con dâu này kia là mẹ em cũng nhìn vô cái mẹ em thấy thích luôn. Mà mặc dù mẹ vợ em với lại mẹ em bây giờ rất là hợp nhau. Hợp nhau lắm. Anh hỏi em nè, em mới có 21 tuổi à, lý do gì em chấp nhận em lấy ảnh vậy, lấy sớm vậy? Kiểu như là trong thời gian đó thấy kiểu từ trước giờ mình quen mình không thấy ai kiểu như là chăm lo, rồi không ai quan tâm được. Như cái anh này rất là tâm lý, kiểu lúc đó là tâm lý lắm. Cứ chiều nữa, ví dụ như mình thích cái gì hay là chỉ cần mình hé hé một cái gì thôi là đã hiểu được cái ý của mình rồi. Xong rồi cái chung là ở bên chồng em cảm thấy an toàn, thấy an mình tâm và an toàn mọi phương diện. Cho nên là em mới đồng ý là kết hôn. Đồng ý xong rồi là có con luôn, chấp nhận có con luôn. Dạ. Vậy là yêu chồng quá đáng luôn á, thật sự mà nói. Lại anh có một cái lợi thế nữa là anh đàn được. Anh hát hay nữa chị. Hát hay lắm. Giận cái là đứng một góc nhà em. Nhưng mà anh nói nè, em mời ba mẹ em qua hỏi cưới. Dạ. Đó, nhưng mà bản thân em có thể hiện cái tình cảm, em có bày tỏ cái tình cảm của em bằng cách là em cầu hôn đúng không? Dạ có. Có lãng mạn không? Quen bao nhiêu lâu rồi? Có lãng mạn. Em quen chắc khoảng tầm gần 2 tháng làm cầu hôn. Lâu quá chị ơi. Lâu quá, 60 ngày đó chị. Em khoảng tầm, chị nghĩ cũng phải là 7-8 tháng hay không? Cả năm. Tầm 2 tháng. 60 ngày đó chị. 60 ngày đó. Nó nghe nè. Dạ. Anh cầu hôn có lãng mạn không? Dạ, nói chung là cũng xến xúa với người ta. Sao em nói, em kể đó nghe. Bữa đó là em đi làm về, kêu là về mặc đồ đẹp đi. Nói bữa nay anh dắt đi ăn nhà hàng, cái xong rồi cũng đưa em vô nhà hàng, xong rồi kêu gọi món, gọi đồ ăn thức uống đồ ra hết rồi, xong rồi kêu ăn đi, xong rồi kiểu đang ăn được giữa chừng rồi cái chồng em thì mới đặt hoa rồi mua nhẫn rồi sẵn hết rồi, nhưng mà kiểu như là gửi người ta chưa có đem vô, xong đến lúc kiểu nhắn tin là kêu là mang vô đi thì cái chồng em mới đi ra ngoài lấy, xong rồi cái em hỏi là anh đi đâu vậy, kêu là anh đi ra ngoài tí thôi. Cái đi vô thì cầm nguyên một bó bông to vậy nè, xong rồi có cả nhẫn nữa, xong rồi đem vô rồi mới quỳ xuống kêu
làm vợ anh rồi xong rồi đeo nhẫn cho em rồi. Dạ. Xong rồi em cũng đồng ý. Dạ không hát, lúc đó không hát. Trời ơi, công nhận á. Không phải tại bữa đó cầm cầm bông rồi sao cầm đờn. Sao cầm đờn được. Mà bông là bông bự nữa. Ừ. Vậy là phải chịu thôi, đúng không? À. Vậy là hai đứa lấy nhau được gần năm hả? Dạ hơn một năm ạ. Hơn một năm rồi. Chưa mà gần được một năm đâu. Yêu nhau đến lúc cưới mới là hơn một năm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thế là tôi cho chú là 2 tháng chú cầu hôn. Đúng không? Dạ, đúng. Thế xong rồi đến 2 tháng cầu hôn xong rồi mới cỡ tháng sau. Lâu lắm cưới chị luôn. À. Lâu lắm, cỡ phải tháng sau em mới cưới. Dạ, đúng. Đó thì nay là gần năm. Dạ. Rồi giờ hai chồng sống chung vậy đó rồi anh có lòi ra tật xấu gì không? Có. Bạn này có tật xấu chứ nhìn cái mặt này vui quá à, dễ thương quá. Tật nhiều xấu gì? Nhiều tật xấu lắm. Mỗi lần mà tật xấu mà bị vợ cầm ràm chắc ông cầm cái đàn không đàn. Ừ. Bày hay. Bày hay. Dạ. Chà, bày hay là hơn bừa bộn đó nghe. À. Dơ đó. Ở dơ. Ở dơ. Trời ơi. Dơ lắm, ở dơ kinh khủng luôn. Về cái quần áo rồi giày dép rồi quăng lung tung, nói chung là thay chỗ nào là dục cho đó, thay chỗ nào là dục cho đó. Có lười tắm không? Không tắm đi, ngày nào cũng tắm hết. Ừ. Dạ. Bày hay đó. Có khi ngày tắm 2-3 lần. Ừ. À. Ở dơ nè rồi kiểu cứ đồ đạc rồi lúc nào cũng quăng tứ lung tung hết, không bao giờ em ví dụ như em đã xếp chỗ đó nói là cái này á mới bao giờ anh để đây nha, anh biết rồi, cái chưa được 5 phút sau yêu đã văng vào bên đó. Cái rồi chưa được 5 phút sau, dạ rồi xong rồi đi kiếm, xong rồi cái đi kiếm hỏi ủa vợ ơi cái này anh mới để đây đâu rồi, xong cái kiểu đi hỏi đi kiếm lung tung em bực bộn, bội chấp đó nhận. Dạ. Tật xấu là bừa bộn bày hay. Bày hay còn gì nữa nè? Nhây rồi xàm. Rất là xàm, chồng em rất là xàm. Ví dụ như xàm là tinh liền. Ví dụ như câu chuyện xàm nào mà em ấn tượng nhất? Ví dụ như kiểu đang ngồi vậy, đang ngồi không không vậy. Em, hỏi gì anh? Giữa anh và Cao thấy Sơn em chọn ai? Trời ơi. Hay hỏi xàm xàm lắm. Xong kiểu mỗi khi mình nổi cơ lên cái đi ngoài đường á, cái kêu em, hỏi gì anh? Anh và cái lá này thì em sẽ chọn ai? Không thì gì gì anh và cái cây cột điện cột đèn này, nói chung là có thể là so sánh mình với bất cứ một cái mình gì với bất cứ dạ, một nhưng rồi. Mà em có trả lời không? Dạ có. Em trả lời sao? Thì chọn anh không trả lời là hỏi hoài, hỏi hoài luôn dần lân mà nhây mà xàm nhây lắm. Đó ừ. Xàm vừa xàm vừa nhây nữa đúng không? Nhây mà nhây tới em xong rồi nhây qua tới cả mẹ chồng em luôn. Mẹ chồng em đến nỗi bây giờ mà ví chồng em là như một con đĩa đói là là sao, là sao? Ông có đeo không? Đeo đĩa đói là nhây quá mà không nhả ra, không chịu nhả. Nhây lắm. Giống như đĩa nó cắm vô mà không đúng chịu rồi, bung ra chị. Nhây lắm, không chịu nhả. Có nhây với mẹ không? Có. Nhây. Có luôn. Nhây với mẹ chồng thôi, còn mẹ em thì không. Thì đương nhiên rồi, nhây với mẹ mình chứ. Có những cái biểu hiện gì mà nó đáng yêu không? Đáng yêu không? Ví dụ như trẻ thơ không? Mẹ em đang nhà mẹ chồng em thì kiểu bán tạp hóa, bán quán gạo cám đồ á. Mẹ đang nấu cơm ở dưới thì chồng em mới kêu mẹ ơi bán đồ. Cái mẹ chạy ra mẹ giục hết đồ ăn, họ đang nấu nướng cái chạy lên đâu có ai đâu. Cái xong rồi. Dạ. Xong rồi cái nhiều khi đang không có ai, cái kêu là hết cám rồi chú ơi, hết gạo rồi. Cái mẹ toán loạn rồi mẹ chạy lên đâu mua gì đâu có ai mua đâu chị, tự nhiên ngồi nói không nói cho mẹ vậy. Xàm vậy mẹ đó, chạy lên chọc mẹ đó, có hay nựng mẹ rồi có hay hung mẹ rồi không? Không, chồng em thì nói chung là ít thể hiện với mẹ nhưng mà thật sự là rất là thương mẹ. Tại vì mẹ nói chung là mẹ chồng em rất là tuyệt vời, rất là dễ thương luôn. Rồi còn gì nữa không nè, còn thật xấu gì nữa không? Ở dơ nhây đó. Rồi nhây đó rồi, nhây rồi, xàm rồi. Nhây xàm đế rồi đó. Cưa bộn rồi, bày hay rồi luôn. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm. Ngủ gáy nữa. Ngủ gáy cái tật gáy của em không? Tội em. Ngủ ngáy. Ngủ tội em. Ngủ ngáy mà em ngủ không được luôn á. Ngủ mà đang ngủ mà bị giật mình tỉnh dậy luôn á. Trời ơi, đứa nhỏ giờ chắc nó lo lắm. Thả bom. Thả bom mà thực dạng là nguyên tử của lại khủng luôn chứ không phải là lại thường như người ta nữa. Mà thả bom xong rồi kiểu như cứ mỗi lần gần gần em xong rồi lấy cái chăn chùm lại cho em ở trong đó xong rồi. Nên nhiều khi em đang ngủ, nhiều người ta ngủ say rồi là người ta không biết gì. Nhưng em đến thúi quá mà ngủ say mà phải tỉnh dậy luôn rồi là chị biết nó thúi cái cỡ nào rồi. Tại vì cái đồ nó nặng quá. Ngủ say rồi mà phải dậy mà phải chửi một trận xong rồi mình ngủ mới được á. Thúi quá chịu không nổi. Dơ là dơ cái đó. Nhớ kỹ là còn tật gì nữa không? Tật gì mà đáng yêu á. Đáng yêu với mẹ chồng em già đó. Đầu rồi mà vẫn còn như có sờ lỗ mũi, có sờ lỗ tai, có chồng em hay sờ ti mẹ. Sờ ti mẹ luôn. Ủa. Chắc là hồi nhỏ là chắc là muốn ti nè,
Chắc là mẹ cho bú chắc cầu cả năm mà. Đi ngang, đi về, đi chơi, đi làm vậy. Quẹt cái. Sợ tí mẹ, bây giờ vẫn còn sợ tí mẹ. Bóp cái chân cả. Nhưng mà em thấy mẹ phản ứng sao? Mẹ chửi. Sau rồi mẹ cầm, kiểu như mẹ cũng dí, mẹ đánh. Cầm chổi rồi dí, dí hút lại. Chồng em nhanh lắm. Nhưng mà mỗi lần nhiều khoái lắm đúng không? Dạ sướng lắm. Có nghe em đi làm về mà em không nghe mẹ em chửi là em không chịu được. Không chịu được. Tại vì không... nhà em với nhà mẹ là cách nhau khoảng tầm 100 mét à. Ừ. Hay mẹ là bắt gỗ á, bắt mặt khổ đó. Tại nói sao? Mỗi lần mẹ chửi là dữ lắm em. Dữ lắm mẹ em chửi là dữ lắm. Chửi chửi sao đâu. Ví dụ như thí dụ một vài câu đi. Ví dụ như em toàn là chửi tục không à. Chửi em cái. Toàn mẹ em toàn là chửi tục mà. Chửi đi em sao? Cái thằng bố nhà mày tao đập chết mẹ mày bây giờ đấy. Xong rồi cầm chổi dí em nhưng mà cũng dí được đâu, em cứ để cho chân cho mẹ em quật này, xong em cứ rụt lại có quật được đâu. Năm lúc mà em để chân bên này mà có bà ngoại em ngồi đó mà em quật em né được, đập trúng cái chân bà ngoại nữa. Xong rồi bà ngoại em chửi: "Ôi con này sao mày đánh tao?" Bắt cổ. Rồi vậy là hết luôn rồi phải không? Không dạ. Còn tật gì xấu nữa. Dạ đúng rồi. Không mới tật sự ti đáng yêu. Dạ ti đáng yêu mới một. Tật xấu đáng yêu. Dạ. Đó. Rồi giờ tới em đó Sơn. Dạ. Cổ nhìn thấy trẻ trung quá, mảnh mai quá, chắc không có tật xấu gì đúng không? Nói chung là vợ em thì không có tật xấu nào. Vợ em thì là tuyệt vời đó. Nhưng mà có một cái là hay ghen. Ghen lắm. Ghen lắm. Ví dụ được ghen lắm là ghen thế nào? Ví dụ như em đi làm á, hoặc là đi mấy bạn bè mà đi công việc á, mà ví dụ như quá giờ mà khoảng tầm 10 phút thôi là về là vợ em nó khó chịu rồi. Em về là em nhìn cái mặt là mới lại cái thái độ là em nhìn thấy vợ em giận dỗi là em thấy khó chịu lắm. Thì vợ em khó chịu lắm, em chỉ cần đi một tí xíu thôi là khó chịu. Nên bởi vậy từ lúc em cưới vợ em tới bây giờ là chưa có đêm nào mà em đi chơi với bạn bè hết á. Cũng có nhưng mà đi trước về trước 8-9 giờ không à. À. Mà nếu mà có đi thì cũng phải dắt vợ theo à. Em nói chung là em cũng sợ lắm. Lỡ mà cái buổi nào mà không dẫn coi như cổ đi theo thì chắc là mặt kỳ lắm luôn. Là mệt luôn đó, mệt luôn đó anh. Cực kỳ mệt luôn đó, giận luôn đó. Một năm mấy mà ở với nhau thì là có gây lộn, có cự cãi gì không? Chung là cũng có cãi nhau với cái vấn đề về em đi làm về muộn đó. Là vợ em nói chung là còn nhỏ mà mình cũng giải thích nhiều rồi. Là anh đi làm một công việc thì nó còn tùy theo thời gian nữa, mình về có thể về trễ tí xíu. Nhưng mà vợ không nghe. Vợ đang có bầu thì nói chung vợ ở nhà cứ hay suy nghĩ sợ em đi đâu á. Chỉ vợ em chỉ mỗi như vậy thôi chứ không còn cái tật xấu nữa. Dạ, không có tật xấu. Thì thực ra cái đó đâu phải là ghen. Không phải ghen. Đang có bầu á, khó chịu trong người lắm. Dạ. Nội tiết tố nó thay đổi á. Dạ. Đó, mà cứ ở nhà hoài như vậy á rồi thấy chồng đi làm mà 8-9 giờ là trễ đó cưng. Cán bộ công nhân viên nhà nước đi làm là 5-6 giờ phải có mặt ở nhà rồi. Còn đi tới 8-9 giờ chắc đi tăng 2. Đó, từ 6 giờ đến 8 giờ đến 9 giờ 3 tiếng đồng hồ nữa ông làm gì? Phải suy nghĩ chứ. Dạ. Bắt buộc phải suy nghĩ thôi. Dạ. Một tuần một buổi thì may ra còn có thể khả dĩ bỏ qua được đúng không? Dạ. Tuần 6 ngày vậy thì bắt buộc phải nghỉ thôi. Nha. Dạ. Cái đó không phải là bận xấu đâu nha. Dạ. Rồi bây giờ nè, em mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em thì hiện tại chắc em không mong muốn vợ thay đổi gì đâu. Cứ vậy đi mình như ơi. Như vậy là tốt lắm rồi. Em thấy vợ em rất là tuyệt vời. Dạ, tuyệt vời. Rồi còn em? Em thì mong chồng em là bớt sạp lại, bớt nhây với lại bớt cái tính nóng lại. Chồng em nóng tính lắm. Dạ. Chỉ bớt có nóng như vậy thôi. Dạ. Tại vì á, bớt nóng thôi. Dạ. Cái sàm cái nhây nó vui mà. Lắm á, vui lắm á. Nhưng mà nhây quá chị. Bớt dội bom nguyên tử đi. Dội bây giờ đứa bớt. Con em nó hửi hết trơn. Không phải một mình vợ em hửi đâu mà hai mẹ con nó hửi á. Ủa cái mặt này hiền khô vậy mà nóng gì trời. Nóng phải có nguyên nhân chứ. Dạ đúng rồi, cũng phải có nguyên nhân. Thường những cái chuyện gì mà em nóng tính? Nói chung là ví dụ như mà vợ em, ví dụ như mà em đi mà, ví dụ như em xin đi chơi á, mà về mà trễ 8 giờ về đi là vợ khó chịu rồi, mình cứ xin lỗi á, không chịu rồi mình cứ kiểu như mình cũng bực lên á. Mình cũng bực lên mà tính mình cũng hay nóng trong tất cả các công việc khác nữa, không phải công việc như vậy. Nhưng mà em ít khi em nóng với vợ em lắm. Nóng với vấn đề về công việc ngoài thôi. Dạ. Vợ mình thì em không có nóng với vợ. Đừng nóng vợ. Vợ đang có bầu nóng á. Tụi
nghiệp lắm. Dạ. Tại nó mệt lắm, có bầu dạ. nó mệt lắm luôn. Nhất là cái mùa nóng này nữa em ạ. Mùa nóng nực với lại vợ còn nhỏ lắm. 21 tuổi là quá nhỏ để mà làm vợ và làm mẹ. Dạ. Thành ra là chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có chuẩn bị hết mọi thứ để có thể đón như là đối diện với một cái gia đình nhỏ. Rồi cái công việc làm mẹ ra làm sao, rồi làm vợ như thế nào. Thành ra là em phải hỗ trợ hết sức cho vợ em. Dạ. Đó nhé. Dạ. Mỗi ngày thì anh nghĩ là em nên cầm cái đàn. Dạ. Đàn những bài hát nào thiếu nhi cho con mình nghe. Dạ. Ở bên cạnh đó tặng cho vợ mình bài hát rồi lâu lâu. Trước khi sờ tim mẹ mình hát cho dạ. mẹ nghe bài nữa. Không? Để cho vui vẻ cả nhà. Nha. Dạ. Thôi anh chúc cho hai mẹ con em mẹ tròn con vuông. Dạ. Vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau. Dạ. Hạnh phúc mãi mãi em dạ. nha. Dạ. Rồi. Dạ, cảm ơn.